tu hành trí ba la mật thì hết thảy tư cụ trí ba la mật hết thảy thể tánh hết thảy thành tựu hết thảy thanh tịnh hết thảy xứ sở hết thảy tăng trưởng hết thảy thâm nhập hết thảy quang minh hết thảy lý thú hết thảy việc tương ưng hết thảy giản trạch hết thảy hạnh tướng hết thảy pháp tương ưng hết thảy pháp nhiếp biết pháp biết nghiệp biết cõi biết kiếp biết đời biết phật xuất hiện biết phật biết bồ tát biết tâm Bồ Tát, bậc Bồ Tát, tư cụ Bồ Tát, Bồ Tát Pháp Thú, Bồ Tát Hồi Hướng, Bồ Tát Đại Nguyện, Bồ Tát Pháp Luân, Bồ Tát Giảng Trạch Pháp, Bồ Tát Biển Pháp, Bồ Tát Biển Pháp Môn, Bồ Tát Pháp Triển Lưu, Bồ Tát Pháp Lý Thú, những cảnh giới trí ba la mật tương ưng như vậy, thảy đều hiển bày, thành thục chúng sinh lại nói vị thần này từ lúc ban đầu phát tâm tích tập công đức thứ tự liên tục, tích tập căn lành thứ tự liên tục, tu vô lượng các ba la mật thứ tự liên tục, chết đây sinh kia và danh hiệu mỗi đời thứ tự liên tục gần gũi bạn lành hầu hạ chư Phật thọ trì chánh pháp tu bổ tát hạnh vào các tam muội dùng sức tam muội thấy khắp chư Phật thấy khắp các cõi biết khắp các kiếp vào sâu pháp giới quan sát chúng sinh vào biển pháp giới biết các chúng sinh chết đây sinh kia đắc được thiên nhĩ thanh tịnh nghe được tất cả tiếng đắc được thiên nhãn thanh tịnh thấy được tất cả sắc đắc được tha tâm trí biết được tâm chúng sinh đắc được túc trụ trí biết việc thủa xưa đắc được thần túc trí thông không nương không làm tự tại du hành khắp mười phương cõi hết thảy liên tục thứ tự như vậy đắc được bồ tát giải thoát vào biển bồ tát giải thoát đắc được bồ tát tự tại đắc được bồ tát dũng mãnh đắc được bồ tát du hí chủ bồ tát tường vào bồ tát đạo thảy đều diễn nói tất cả hết thảy công đức liên tục thứ tự như vậy phân biệt hiển bày thành thục chúng sinh khi nói như vậy thì trong niệm niệm mười phương đều nghiêm tịnh bất khả thuyết bất khả thuyết cõi nước chư phật độ thoát vô lượng chúng sinh cõi ác khiến cho vô lượng chúng sinh sinh trong trời người phú quý tự tại khiến cho vô lượng chúng sinh thoát khỏi biển sinh tử khiến cho vô lượng chúng sinh an trụ bậc thanh văn, bích chi Phật khiến cho vô lượng chúng sinh trụ bậc như lai. Bấy giờ thiện tài đồng tử nghe thấy tất cả các việc hy hữu ở trên niệm niệm quán sát suy ngẫm hiểu rõ thâm nhập an trụ nương oai lực của Đức Phật và lực giải thoát liền đắc được lực giải thoát Bồ Tát không nghĩ bàn đại thế lực phổ hỷ tràng tự tại. Tại sao vậy? vì lúc thủa xưa cùng tu hành với vị dạ thần hỷ mục vì được thần lực của như lai gia trì vì được căn lành không thể nghĩ bản trợ giúp vì được các căn của bồ tát vì sinh trong giống như lai vì được lực bạn lành nhiếp thọ vì được các như lai hộ niệm vì được tỳ lô giá na như lai đã tưởng giáo hóa vì căn lành của ngài đã thành thục vì ngài kham tu hạnh nguyện bồ tát phổ hiền